Sống trên đời, có một người yêu mình, dám chấp nhận cả những điểm tốt, điểm xấu mới là điều hạnh phúc bậc nhất. Chẳng có ai là chưa từng mắc phải sai lầm, nhưng tìm thấy người đàn ông có thể bao dung được hết tất cả đúng là sự vinh quang của cuộc đời phụ nữ. Đám cưới hụt và màn rút lui khỏi showbiz đầy bất ngờ của nữ hoàng phim 18. Diệp Ngọc Khanh là mỹ nhân nổi tiếng Hồng Kông thập niên 90. Năm 1985, cô lên ngôi á hậu Hồng Kông và bước chân vào làng giải trí. Thời điểm đó, gương mặt đẹp cùng dốc dáng siêu nóng bỏng giúp mỹ nhân này nhận được rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, sự nghiệp phim ảnh hay ca hát của Ngọc Khanh đều chẳng mang đến sự khởi sắc vượt trội. Cô đã đưa ra quyết định cực kỳ táo bạo là dấn thân vào làng phim cấp 3. Đầu tiên, cô chủ động liên hệ các tạp chí để chụp những bộ ảnh gợi cảm. Sau đó, hàng loạt nhà sản xuất đã mời Ngọc Khanh đóng những vai trong các bộ phim 18 đình đám thời bấy giờ. Nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm cùng dốc dáng nóng bỏng đã khiến Diệp Ngọc Khanh trở thành nữ hoàng phim cấp 3 của Hồng Kông. Có tiền, có danh tiếng, nhưng cũng chính những bộ phim nóng đó đã cản trở chuyện tình yêu của nữ diễn viên xinh đẹp. Giang Trung là từ chính xác nhất khi nói đến cuộc sống tình cảm riêng tư của Diệp Ngọc Khanh. Cô trải qua vài mối tình nhưng đều kết thúc chỉ sau 2 hoặc 3 năm hẹn hò. Tất cả mỗi lần yêu, nữ diễn viên đều hết mình, muốn gắn bó trọn đời nhưng chúng đều chẳng mang đến trái ngọt. Đó đúng là vết thương lòng sâu sắc của chính nữ diễn viên xinh đẹp. Cô lao vào diễn xuất để quên đi nỗi buồn. Năm 1996, cô tham gia phim Rút ốm A-di và được đề cử giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc tại 2 giải Kim Mã và Kim Tượng. Hồ Triệu Minh, một doanh nhân người Mỹ gốc qua xem phim và mê mẩn vai diễn của Diệp Ngọc Khanh. Từ những mối quan hệ, ông làm quen được với nữ diễn viên xinh đẹp. Chỉ sau nửa năm, Ngọc Khanh bất ngờ tuyên bố đám cưới với Hồ Triệu Minh và rời giới giải trí để sang Mỹ sinh sống. Diệp Ngọc Khanh hiện tại. Cuộc sống xa hoa khi làm vợ tỷ phú và sự bao dung của người chồng cao thượng. Những mối tình trước đó của Diệp Ngọc Khanh đều tan vỡ một phần đến từ các bộ phim cấp 3 cô từng đóng. Đàn ông thường không thể chịu nổi chuyện vợ họ khoe da thịt trên tạp chí, truyền hình với hàng chục triệu người từng xem qua. Nhưng Hồ Triệu Minh không như thế. Ông hiểu rõ, đâu là công việc, đâu là riêng tư và chưa một lần trách móc hay có ý lảng tránh, dè bỉu những bộ phim vợ từng đóng. Bị cho là nổi tiếng vì thích cởi, Diệp Ngọc Khanh từng bị đồng nghiệp dè bỉu, khán giả tẩy chay đến mức trốn vào toilet khóc, song ông chủ Hồ không để tâm đến những điều bên lề ấy. Ông luôn nhìn nhận vợ là một diễn viên phim điện ảnh thực thụ. Người đàn ông này từng khen ngợi về công việc cũng như diễn xuất của cô vợ trẻ trong một lần được hỏi đến, vợ tôi rất tuyệt vời, tôi yêu cô ấy. Nhan sắc mỹ miều của Diệp Ngọc Khanh. Khi được hỏi về lý do cưới Hồ Triệu Minh, nữ diễn viên cũng từng nói thẳng rằng chồng sắp cưới không ghét bỏ quá khứ và chấp nhận yêu thương chính con người thật của cô. Coi như Diệp Ngọc Khanh đã gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình. Hồ Triệu Minh là người Mỹ gốc qua, theo gia đình di cư sang Mỹ từ năm 9 tuổi. 17 tuổi, ông bắt đầu bước vào con đường kinh doanh. Hiện tại, tài sản của họ Hồ lên đến hơn 1 tỷ đô và việc kinh doanh trải dài trên nhiều lĩnh vực từ siêu thị, ngân hàng, khách sạn, công nghệ cao. Khi lấy chồng, Diệp Ngọc Khanh bỏ hoàn toàn thế giới giải trí và chuyên tâm làm tròn vai trò của một người vợ hiền. Đồng thời, với đầu óc thông minh, cô cũng giúp đỡ chồng tỷ phú nghĩ ra các ý tưởng, mở rộng việc kinh doanh. Trong vòng 8 năm, cô sinh 3 người con cho chồng tỷ phú. Cuộc sống của nữ hoàng phim cấp 3 một thời chìm ngập trong nhung lụa, đồ xa xỉ phẩm và hàng hiệu đắt giá. Cô cùng các con sống trong biệt thự được cải tạo từ một lâu đài cổ, có đến 11 phòng. Mỗi đứa trẻ đều có một người giúp việc theo sát, chăm sóc. Họ sở hữu 4 phi cơ riêng. Người chồng cũng thành lập một ngân hàng quốc tế ở Nepal và biến Diệp Ngọc Khanh trở thành nữ chủ nhân của ngân hàng Hồng Kông đầu tiên tại đây. Ông xã của cô cũng từng đầu tư 550 triệu đô Hồng Kông mua một tòa lớn thứ hai ở khu Chinatown tại Nepal và đặt theo tên của con gái đầu Victoria Toker. Cuộc sống hạnh phúc. Hồ Triệu Minh và Diệp Ngọc Khanh đều nắm chặt tay nhau trong mỗi lần xuất hiện. Nhìn cựu diễn viên, ai cũng biết rằng cô đã có một cuộc sống viên mãn bên người chồng giàu có. Tỷ phú gốc qua đã nhiều lần nhắc đến tên vợ.
Ông tự hào bày tỏ tình yêu và mái ấm gia đình có được trong không ít lần trả lời phỏng vấn, tôi có cuộc sống sung túc ở New York cùng một gia đình tuyệt vời. Cuộc sống của Diệp Ngọc Khanh đã thay đổi hoàn toàn từ khi làm vợ Hồ Triệu Minh. Lúc đó dây quanh cô không phải chỉ mỗi họ Hồ là giàu có, nhưng cô quyết bỏ qua tất cả, đi theo người đàn ông không một lần nhắc đến quá khứ hay những bộ hình thiếu giải. Hồ Triệu Minh là người đàn ông chân chính. Ông đối xử với vợ bằng một thứ tình yêu cháy bỏng và không hề bị tác động bởi những lời đồn thổi. Cuộc đời người phụ nữ, may mắn là khi có một người nguyện che chở, hết lòng giúp mình vượt qua giông bão mà không để ý đến quá khứ. Diệp Ngọc Khanh đã có một Hồ Triệu Minh như vậy. Dù sự nghiệp không quá lẫy lừng nhưng có lẽ trong hôn nhân, nữ hoàng phim cấp 3 đã có một màn chiến thắng thuyết phục. Nguồn: Sohu, Sina.